Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng phát triển giáo dục Tây Nguyên, tưng bừng ngày hội Open Day tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo, những lưu ý cho mùa tuyển sinh năm 2023. Trường học tương lai, khám phá trường đại học, đi học như nghỉ dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tư kính chào quý vị khán giả, quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh đang đến với chương trình Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, để hỗ trợ tốt nhất cho các em học sinh trung học phổ thông trong việc định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường học trong năm học 2023-2024, chương trình Vững Bước Tương Lai chính thức lên sóng đều đặn vào lúc 18 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông kể từ hôm nay, ngày 2 tháng 4 năm 2023. Chương trình sẽ bám sát những thông tin thời sự về giáo dục, chia sẻ những chủ đề, vấn đề giáo dục đáng quan tâm nhằm hỗ trợ cho các em học sinh trong việc chọn nghề, chọn trường phù hợp, cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến ôn tập, thi cử và tuyển sinh. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, Khánh Tường xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giáo dục và tuyển sinh đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo 5 tỉnh Tây Nguyên. Vùng Tây Nguyên là một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, thuộc tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây cũng là nơi cùng sinh sống của gần 6 triệu người thuộc tất cả 54 dân tộc anh em cả nước, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37,5% dân số toàn vùng. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, giáo dục và đào tạo của vùng Tây Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, những chuyển biến của giáo dục vùng Tây Nguyên nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao và vẫn còn đầy thách thức, do đó cần nhận diện, có giải pháp phù hợp để khắc phục, tháo gỡ. Thông qua hội nghị, các địa phương thảo luận, gia tăng, nhận thức để có những giải pháp phát triển giáo dục của vùng Tây Nguyên, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của những địa phương, cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục quan tâm để phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội của vùng. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên, thì khu vực gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông. Trong những năm qua, hệ thống mạng lưới trường lớp học được củng cố và phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Theo số liệu thống kê, năm học 2021-2022, toàn vùng Tây Nguyên có 3.984 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên. Bên cạnh đó, các địa phương trong vùng đã chủ động thực hiện quy hoạch mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo nhân lực người dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học khu vực Tây Nguyên tiếp tục được quan tâm, đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Không những thế, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Định vị bản thân, hiểu rõ chính mình, chọn nghề thông minh chính là thông điệp của ngày hội Open Day đã được tưng bừng diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Với các bạn thí sinh đang trải qua giai đoạn chọn ngành chọn trường, thì hành trình vào giảng đường sẽ là một ngưỡng cửa đầy mới mẻ, sẽ là những cơ hội để các bạn phát huy thêm khả năng của mình. Và hãy xem những bạn thí sinh đến Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ được trải nghiệm những gì nhé! Ngay khi bước vào trường, các bạn thí sinh đã được giới thiệu những khu vực vui chơi, học tập vô cùng chất lượng của trường. Các phòng học phục vụ cho ngành du lịch, quản trị nhà hàng và khách sạn đều được các bạn học sinh thích thú. Từ đây giúp cho các bạn hiểu hơn về môi trường học tập của sinh viên, hình dung được những gì mình sẽ được học tập ở môi trường đại học. Với cơ sở vật chất thì em cảm giác là nhà trường mình rất là hiện đại và cũng khá là năng động nữa. Tại do là em thấy kiến trúc của nhà trường thì gọi là đơn giản nhưng mà lại vô cùng tinh tế. Các bạn học sinh cũng được các thầy cô giáo ngành ngôn ngữ Anh, khoa kỹ thuật và khoa học máy tính, khoa kế toán cùng các khoa ngành khác giới thiệu và chia sẻ rất kỹ về các thông tin của ngành học, định hướng cho các em về bản thân mình trong tương lai. Đặc biệt, lưu ý cách thức đăng ký xét tuyển vào các ngành học của trường. Với mấy cái tiện ích đó thì em thấy như là trường mình đáp ứng đủ cho tất cả các bạn sinh viên trong độ tuổi tụi em trở đi đó, thì là rất là năng động, thì nó
khiến cho tụi em học cũng như là chơi rất là thoải mái. Không, em hiện tại em mới được tư vấn cho ngành kế toán kiểm toán, thì em thấy là lúc trước á, thì em định hướng theo ngành y, nhưng mà bây giờ em có một chút suy nghĩ về ngành kiểm toán để nó thích hợp với bản thân em hơn. Không chỉ được tìm hiểu về những ngành nghề và các hoạt động thú vị tại trường, các bạn thí sinh còn được đến nhà hát Diên Hồng, được nghe biểu diễn piano để hiểu thêm về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà trường đã và đang tổ chức. Với những sự uy tín, đầu tư mạnh mẽ vào các ngành nghề mũi nhọn, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho các bạn trẻ yêu thích những ngành học thời thượng, phù hợp với xu hướng của thị trường lao động trong tương lai. Thưa quý vị, học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở hiện nay đã là lựa chọn của đông đảo các em học sinh, nhất là những em có định hướng đi làm sớm, yêu thích những lĩnh vực ứng dụng cao như ngành du lịch, bếp, quản trị dịch vụ giải trí, tổ chức sự kiện, v.v. Và trong phóng sự ngay sau đây, Khánh Tường xin được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về tuyển sinh trong năm 2023 của Trường Trung cấp Việt Giao. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những ngày thực tập thực tế của sinh viên Trường Trung cấp Việt Giao tại những khách sạn lớn ở thành phố Sương Mù, Đà Lạt. Học cách tiếp đón khách du lịch, cách phục vụ, tổ chức bữa ăn cho khách đi theo đoàn, trực tiếp được chỉ dẫn và làm việc với các anh chị đang công tác tại khách sạn này. Những bạn trẻ với ước mơ được làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn càng vững tin hơn khi được học tập và trải nghiệm thực tế đầy quý báu như thế này. Không chỉ ngành du lịch mà những ngành như quản trị bếp, pha chế, quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện, những nhóm ngành dành cho những bạn trẻ hướng ngoại, có tính cách năng động, thích trải nghiệm nhiều văn hóa địa phương cũng thu hút không ít các em học sinh, đặc biệt là các thí sinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh ở miền Tây liên hệ với trường chúng tôi để đến làm công tác định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên và tham gia những các chương trình tư vấn. Hầu như các bạn đều quan tâm các khối ngành về du lịch, ví dụ như là quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, các ngành về bếp, bởi vì các ngành về bếp hiện giờ trong nhóm ngành du lịch khách sạn rất cần nguồn nhân lực từ cái ngành này. Bên cạnh đó, rất nhiều học viên ở các tỉnh miền Tây vẫn rất tham gia, đó là cái ngành quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện. Hiện giờ là cái khu vực Phú Quốc, những khu vực ở các tỉnh như là Long An đã phát triển những các khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ quốc tế, thì rất cần những nguồn nhân lực để đáp ứng những cái nhu cầu và giải quyết bài toán nguồn nhân lực ngay tại địa phương. Học trung cấp có rất nhiều ưu điểm như được hưởng chính sách học phí ưu đãi, có thời gian học thực hành thực tế tại doanh nghiệp đến 70%. Học trung cấp cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ có mong muốn làm việc ở nước ngoài theo hình thức xuất khẩu lao động. Hiện nay, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, các khối ngành được lao động trẻ ở Việt Nam lựa chọn thường là lĩnh vực du lịch, nhà hàng khách sạn hoặc ẩm thực bếp, giám sát F&B. Đây cũng là những ngành mà Trường Trung cấp Việt Giao đầu tư đào tạo, chú trọng trong việc phát triển các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Với sự xác định đúng đắn về nghề nghiệp và định hướng trong tương lai, các bạn trẻ sẽ sớm có được đầy đủ kiến thức, vững chắc tay nghề và hứa hẹn sẽ có một thu nhập đáng mong đợi ở môi trường làm việc quốc tế. Kính thưa quý vị, trước thêm mùa tuyển sinh, xu hướng dịch chuyển từ du học ở nước ngoài sang du học tại chỗ hiện đang được rất nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Các chương trình quốc tế liên kết đào tạo ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay đã có những cập nhật tiệm cận với chương trình đào tạo của thế giới. Và có lẽ đây là thời điểm các chương trình này bộc lộ được nhiều ưu điểm bởi tính phù hợp xu thế. Và đây cũng là nội dung mà phóng sự ngay sau đây đề cập đến. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một lớp học ngành quản trị kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Giảng viên đến từ thành phố New York, Mỹ. Các sinh viên có vốn ngoại ngữ tốt đã học tập trong một không khí vô cùng sôi động, đầy cảm hứng. Lớp học này là biểu trưng cho xu hướng du học tại chỗ đang có nhiều tín hiệu bùng nổ tại Việt Nam. Du học tại chỗ đang thực sự trở thành một xu hướng mới và điều này khiến các trường đại học đầu tư nhiều hơn về chương trình học, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho đào tạo. Điểm nổi bật của những thí sinh chọn du học tại chỗ là học tại Việt Nam vẫn thụ hưởng được điều kiện học tập tốt, chi phí tương đương 1/3 so với du học tại các nước phát triển như Anh, Mỹ. Đặc biệt là chất lượng đào tạo dựa trên cơ sở chương trình chuyển giao giữa trường đại học ở Việt Nam và trường đại học ở nước ngoài, nên gần như bảo đảm các tiêu chí về đào tạo của một ngành học. Thế thì chương trình chúng tôi là có liên kết với hai trường đại học công lập của Anh và một trường đại học của Mỹ, đều trong 100 năm tuổi. Tức là họ đã đi trước rất nhiều giáo dục đại học và họ có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như là phối hợp với các trường đại học. Trong 3 năm đầu tiên thì chúng tôi có những cái ngành phổ biến, ví dụ như quản trị kinh doanh, marketing, quản trị du lịch khách sạn, tiếng Anh. Thì trong năm nay chúng tôi là tiếp tục phát triển những ngành mới như là kinh doanh quốc tế, khoa học máy tính,
truyền thông đa phương tiện vân vân, để mà các em sinh viên có thêm những cái lựa chọn học tập tiếp cận với nền giáo dục Anh Quốc ngay tại Việt Nam. Tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo hai chương trình quốc tế của Anh Quốc là Đại học Gloucester đào tạo ngành quản trị kinh doanh và marketing, tiếng Anh và ngôn ngữ học, quản trị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du lịch. Đại học Leeds Trinity đào tạo ngành kinh doanh quốc tế, tài chính, ngân hàng. Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên du học tại chỗ trải rộng từ các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam cho tới thị trường việc làm nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp tại nước ngoài có hoạt động kinh doanh ở thị trường Việt Nam rất cần tuyển dụng nguồn nhân lực bản địa chất lượng cao, am hiểu văn hóa địa phương và có những kiến thức, kỹ năng sẵn sàng làm việc trong những môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Trong phần tiếp theo, Khánh Tường xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung đáng chú ý của tiểu mục đối thoại hướng nghiệp, tuyển sinh và đào tạo. Kính chào tất cả quý vị khán giả đã đến với tiểu mục đối thoại tuyển sinh và đào tạo của chương trình Vững bước tương lai. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang bước vào giai đoạn đầu của mùa tuyển sinh năm 2023 và Thái Dương tin chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều lưu ý dành cho quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh. Và đến chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay sẽ là hai vị khách mời vô cùng đặc biệt sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả, chào các em học sinh. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả và các em học sinh thân mến. Thái Dương được biết trong năm 2023 này rất nhiều trường có kỳ thi riêng, vậy thì không biết điều này có ảnh hưởng gì đến công tác tuyển sinh hay không ạ? Đến thời điểm này, khi mà các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh thì chúng tôi ghi nhận đã có khoảng 10 trường đại học công bố là sẽ tổ chức kỳ thi riêng mà chúng ta thường gọi là kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó có những trường đã tổ chức kỳ thi riêng này từ nhiều năm nay và cũng có những trường chỉ mới tổ chức kỳ thi riêng trong năm nay. Mỗi kỳ thi riêng như vậy đều có cái thời gian nộp hồ sơ, thời gian đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, nội dung đề thi v.v. là tương đối là khác nhau. Không nhất thiết là thí sinh phải tham gia tất cả các kỳ thi riêng này mà các em phải cân nhắc xem là chúng ta dự kỳ thi riêng đó nhằm phục vụ cho cái mục đích xét tuyển của mình. Tôi lấy ví dụ như kỳ thi riêng của Bộ Công an dùng để xét tuyển vào các trường đại học thuộc khối Công an. Điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an chiếm 60% và điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông sẽ chiếm 40%. Thì như vậy là những thí sinh nào muốn đăng ký xét tuyển vào khối các trường công an thì bắt buộc phải dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Còn đối với các kỳ thi khác, ưu điểm chung, một kỳ thi có thể dùng kết quả để xét tuyển vào nhiều trường khác nhau, trừ một vài kỳ thi trường Đại học Khoa học và Công nghệ ở Hà Nội hoặc là kỳ thi của trường Đại học Ngân hàng thì chỉ dùng để xét tuyển cho thí sinh thi vào trường đó. Còn phần lớn các kỳ thi đánh giá năng lực khác là kết quả dùng để xét tuyển cho nhiều trường, cho nên đây cũng là một cái thuận lợi cho thí sinh. Tuy nhiên thì chỉ có một số kỳ thi riêng thì có cái địa điểm tổ chức thi phủ khá rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia. Ví dụ như kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở năm 2023 này thì được tổ chức ở 21 địa phương và như vậy thì sẽ tạo nên cái nguồn tuyển rất lớn cho những trường tham gia xét tuyển chung. Đợt 1 năm 2023 này chúng tôi ghi nhận đã có hơn 90.000 thí sinh đăng ký dự thi. Cái kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia cũng được khoảng 90 trường đại học dùng chung kết quả để sử dụng, trong đó có trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cho là bên cạnh cái việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì các em hoàn toàn có thể chuẩn bị cho các kỳ thi riêng này. Tuy nhiên thì tất nhiên việc tổ chức những kỳ thi riêng như vậy rất tốn kém. Và cũng phải bảo đảm cái tính nghiêm túc để các trường đại học có thể dùng cái kết quả đó để xét tuyển vào các trường đại học, có những cái đánh giá, những cái kiểm tra, những cái giám sát các kỳ thi riêng của các trường để cho các kỳ thi riêng này thật sự nghiêm túc và cái kết quả thật là tin cậy để các trường đại học có thể dùng chung kết quả để xét tuyển. Tiếp theo là thầy Nghĩa thì tôi cũng chia sẻ trên cái quan điểm là cơ sở đào tạo được tự chủ trong công tác tuyển sinh á, thì về nguyên tắc là các trường hoàn toàn có quyền tự tổ chức các kỳ thi riêng. Ở Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi hoàn toàn thừa năng lực để làm việc này. Tại vì trước đây cái việc xét tuyển chung thì các trường cũng tự tổ chức và chúng tôi với cái quy mô học sinh thí sinh đăng ký cực đông thì chúng tôi đã tổ chức rất là tốt. Tuy nhiên với cái giai đoạn hiện nay đó, phải nói là có quá nhiều kỳ thi riêng ở các trường thì tôi cho rằng chúng ta lại quay về lối mòn cũ như trước đây. Do đó thì về phía nhà trường thì năm nay cũng như là một vài năm tới đây thì cũng chưa có ý định là tổ chức kỳ thi riêng. Việc tổ chức như thế nó vừa tốn kém cho phía cả đơn vị tổ chức, vừa tốn kém cho
cả thí sinh. Trường nào cũng tổ chức kỳ thi riêng thì cuối cùng là thí sinh vẫn tham gia rất nhiều kỳ thi để chúng ta xét tuyển vào các ngành mà chúng ta mong muốn, thì điều đó cũng tôi cho là không tốt lắm. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề quan trọng hơn đó là cái chủ trương của Bộ Giáo dục với cái chương trình giáo dục phổ thông mới đó. Sau năm 2025 á, thì cái chủ trương về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như thế nào, rồi quan điểm của các trường để các bộ thế nào thì nhà trường cũng sẽ điều chỉnh. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta không có một cái kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông nữa, thì các trường sẽ không có cơ sở để chúng ta xét tuyển bằng kết quả này. Tại vì năm nay dù sao thì trường vẫn dành 50%, hơn 50% chỉ tiêu để xét bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn nếu mà kỳ thi đó không được tổ chức chung, không có một cái sàn tham chiếu, thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến cái việc chúng tôi tổ chức kỳ thi riêng, hoặc là sử dụng kỳ thi của những cái đơn vị tổ chức mà có độ phủ rộng và có độ tin cậy cao. Thí sinh xét tuyển vào đại học công nghiệp là trải dài khắp nước, trải dài khắp nước, thì đó cũng là một điều mà chúng tôi cũng đang suy nghĩ tới. Còn tóm lại thì năm nay cũng như một vài năm tới, chúng tôi chưa tổ chức kỳ thi riêng cho mình. Dạ vâng ạ. Chưa tổ chức kỳ thi riêng cho riêng đại học công nghiệp, nhưng mà có sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia phải không thầy? Hiển nhiên là kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia thì được tổ chức cũng 3 năm rồi. Dạ. Năm nay là năm thứ tư, với cái quy mô tương đối lớn và cái độ tin cậy của cái kỳ thi. Độ tin cậy ở đây gồm có chất lượng của ngân hàng đề thi, rồi cách thức tổ chức kỳ thi thì tin cậy. Do đó thì chúng tôi sử dụng. Tất nhiên thì hiện nay thì vì độ phủ của kỳ thi này vẫn chưa được nhiều, tức là hiện nay cũng khoảng tính là cả hai đợt khoảng trên 100.000 thí sinh, so với gần cả triệu thí sinh của cả nước thì độ phủ chưa nhiều, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Yeah. Do đó thì chúng tôi vẫn giữ dành cái chỉ tiêu khoảng 20% cái kỳ thi này cho việc xét tuyển. Ngoài ra thì chúng tôi có những cái diện ưu tiên xét tuyển khác để làm sao đảm bảo được cái chỉ tiêu của nhà trường. Kính thưa thầy Nghĩa, thầy có thể cho biết về xu hướng chọn ngành của các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2023 này được không thầy? Tất nhiên xu hướng chọn ngành, chọn trường của thí sinh ở năm 2023 thì phải chờ thí sinh đăng ký xét tuyển thì chúng ta mới thống kê được là cái xu hướng của thí sinh ở năm 2023. Tuy nhiên, ở những năm trước đây thì cái thống kê về sự chọn ngành, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cũng thể hiện khá rõ và cho thấy có một cái xu hướng khá là xuyên suốt, ổn định từ nhiều năm nay. Yeah. Thứ nhất là nhóm ngành về kinh doanh, quản lý luôn luôn là chiếm cái số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển là đông nhất. Và hàng năm trung bình như vậy thì nhóm ngành này chiếm khoảng gần 1/3 thí sinh đăng ký xét tuyển. Cụ thể ở năm 2022 thì chiếm tới gần 30%. Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành về dịch vụ. Yeah. Ví dụ như là quản trị du lịch, khách sạn, nhà hàng, vân vân các thứ. Thì nhóm này cũng chiếm khoảng hơn 20% số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển. Và cái nhóm ngành thứ ba mà cũng đông thí sinh đăng ký xét tuyển đó là các nhóm ngành liên quan tới công nghệ, kỹ thuật. Do vậy thì phải nói là riêng ba nhóm ngành này số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm khoảng hơn 50%. Và điều này cũng phản ánh một cái thực tế là chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học dành cho những nhóm ngành này cũng là chiếm hơn 50%. Nói như vậy không có nghĩa là những nhóm ngành này thi sẽ khó vì đông thí sinh chọn lựa. Ngược lại có những nhóm ngành tuy chỉ tiêu ít hơn, số thí sinh đăng ký xét tuyển ít hơn nhưng mà điểm chuẩn cũng rất cao, ví dụ như nhóm ngành liên quan tới khoa học sức khỏe. Yeah. Các thí sinh chọn lựa đều là các thí sinh có kết quả học tập rất tốt. Yeah. Do vậy thì cái điểm chuẩn trúng tuyển của các nhóm ngành về sức khỏe và thậm chí là nhóm ngành về giáo viên cũng điểm chuẩn cũng khá cao. Cái xu hướng mà thí sinh chọn ngành thì có thể thấy rất rõ, phần nào cũng phản ánh cái chỉ tiêu đào tạo, xu thế đào tạo của các trường và qua đó cũng cho thấy là cái nhu cầu xã hội. Chúng ta đang trong chương trình mang chủ đề những lưu ý của mùa tuyển sinh 2023. Theo như được biết là Đại học Công nghiệp là một trong những đại học mà thu hút lượng thí sinh đăng ký rất là nhiều. Vậy thì trong những năm qua thì thầy có những đúc kết gì để lưu ý cho các bạn về việc chọn ngành, chọn nghề hay không? Như thầy Nghĩa vừa trình bày thì thực trạng nó cũng là nó nằm chung ở Đại học Công nghiệp. Tức là những năm gần đây, đặc biệt như 3 năm, lượng thí sinh đăng ký vào các nhóm ngành kinh doanh, quản lý, dịch vụ tương đối tăng lên. Tức là cán cân nó bị nhỉnh hơn so với các cái nhóm ngành về kỹ thuật công nghệ. Chắc có lẽ là do cái nhu cầu thị hiếu của thí sinh, rồi do cái quan điểm về ngành nghề của thí sinh cũng như là phía bậc phụ huynh dẫn đến cái việc lựa chọn đó là quyền tự chọn của thí sinh. Tất nhiên thì cái chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học ở nhóm ngành này cũng tăng. Tuy nhiên thì theo những cái gì mà chúng tôi đã tiếp xúc với thí sinh trong những ngày gần đây, đặc biệt là khi mà trí tuệ nhân tạo nó được phát triển mà cái minh chứng cụ thể là ChatGPT ra đời với cái sự ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu, thì tôi cho rằng thí sinh cũng bắt đầu nhìn nhận lại, kể cả các bậc phụ huynh cũng nhìn nhận lại
và để định hướng các cái ngành nghề làm sao mà ít bị những cái trí tuệ nhân tạo nó tác động hoặc là nó làm cho mình mất đi cơ hội việc làm. Thì chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng là sắp tới thì cái sự chọn lựa này nó cân bằng lại. Yeah. Thực tế chứng minh rằng hiện nay cái nhóm ngành kỹ thuật công nghệ là nhóm ngành mà đào tạo ra cái con người, tạo ra sức sản xuất cho xã hội, có nhu cầu trong các doanh nghiệp rất là nhiều. Do đó thì tôi cũng khuyên rằng là chúng ta nhìn nhận cái cách chọn nghề, không nên đổ theo đám đông, đẩy về cái nhóm ngành kinh doanh quản lý nhiều quá. Thì tôi khuyên chân thành như thế. Thì nếu chúng ta nhìn một cách dài hơi với cái định hướng phát triển của nhà nước thì chúng ta vẫn là một nước mong muốn một cái nước công nghiệp. Yeah. Chúng ta có những con người kỹ sư về kỹ thuật công nghệ giỏi thì chúng ta mới tạo được cái sức lao động của một cái xã hội nó phát triển, nó mới mạnh được. Và một trong những cái đặc điểm khác nữa thì cái nhóm ngành kỹ thuật công nghệ nó sẽ ít bị tác động của cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như tôi vừa nói. Hiển nhiên là các trường đại học phải thay đổi cái cách đào tạo. Bản thân ở đại học công nghiệp chúng tôi đã vừa tổ chức một cái tọa đàm về vấn đề này và chúng tôi nhận thấy là sinh viên chúng tôi đã hầu như dùng ChatGPT trong cái học tập rất là nhiều. Thì chúng ta phải thay đổi cách giảng dạy, cách đánh giá để làm sao người học vận dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để tăng cái hiệu quả học tập, sau này tăng cái hiệu quả làm việc, chứ không phải dùng nó như là một công cụ mà mình bị lệ thuộc. Tôi cho rằng là cái điều này nó cũng tác động đến việc chọn lựa ngành nghề của thí sinh. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thầy có chia sẻ rằng các bạn thí sinh nên chuyển bớt sang nhóm ngành khoa học công nghệ chứ không nên quá tập trung vào nhóm ngành kinh doanh quản lý. Thầy có thể cho một số gợi ý cụ thể được không ạ? Ở đại học công nghiệp thì chúng tôi có bề dày đào tạo hơn 66 năm rồi. Hầu hết các ngành kỹ thuật công nghệ chúng tôi đều có đào tạo, như nhóm ngành công nghệ thông tin, rồi về cơ khí, tự động hóa, điện, điện tử, xây dựng, công nghệ hóa sinh, môi trường, thực phẩm, vân 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 vân. Rồi hầu hết tất cả các nhóm ngành công nghệ phục vụ cho đất nước chúng tôi đều có đào tạo. Tuy rằng đại học công nghiệp nhưng chúng tôi cũng đào tạo 18 ngành về kinh doanh, quản lý, dịch vụ, tất cả có hết. Và hiện nay thì cái số lượng thí sinh như hồi nãy tôi nói là đăng ký vào cũng rất đông. Nếu mà so sánh một cách đối trọng thì chỉ có nhóm ngành công nghệ thông tin thì có thể sánh ngang được với cái nhóm ngành về kinh doanh quản lý, đặc biệt như là marketing rồi logistics vân vân. Còn một số nhóm ngành khác về kỹ thuật nghề, tôi lấy ví dụ nhóm ngành mà nó đang cần rất là nhiều, ví dụ như là về cơ khí tự động hóa, về xây dựng vân vân, những cái nhóm ngành đòi hỏi là nguồn nhân lực rất cao thì các bạn cũng quan tâm nhưng ít hơn, cho nên dẫn đến là chúng ta thấy là cái điểm chuẩn nó không nằm ở cái dạng top như công nghệ thông tin hay là như một số ngành như kinh doanh quản lý marketing mang kỹ như vậy. Đấy, thì tôi mong là chúng ta chọn lựa cái cán cân, mục đích cuối cùng là để chúng ta học, để chúng ta ra tạo ra một cái thị trường lao động cân bằng giữa các lĩnh vực ngành nghề để chúng ta có một cái sức lao động của xã hội nó tốt. Thưa thầy Nghĩa, hiện tại ngành công nghiệp đang kết nối mạnh mẽ với các doanh nghiệp quốc tế như là Nhật, Hàn, Đức, Mỹ. Vậy thì những nhóm ngành công nghiệp 4.0 nào sẽ phù hợp cho lao động Việt Nam thưa thầy? Chúng ta thấy là sau đại dịch Covid, những cái thiệt hại về dịch vụ việc làm về phía các công ty sản xuất rồi về phía người lao động là không có việc làm rất lớn. Tuy nhiên ngay sau khi chúng ta đã khống chế được đại dịch thì các ngành kinh tế của Việt Nam đang phục hồi rất nhanh và cái nhu cầu tuyển dụng cũng rất lớn. Đó là chúng ta nói là cái thị trường nội địa đã như thế. Còn đối với nước ngoài thì chúng tôi cũng nghĩ là tình trạng nó cũng giống như Việt Nam thôi. Lực lượng lao động thay đổi khá nhiều, hoặc là đổi nghề hoặc là sẽ chuyển sang lĩnh vực khác. Không chỉ các công ty ở Việt Nam mà ngay cả các công ty nước ngoài cũng rất thiếu cái nguồn lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề. Việt Nam chúng ta thì trước đây cũng đã gọi là xuất khẩu lao động rất nhiều. Tuy nhiên thì phần lớn lao động xuất khẩu của Việt Nam trước đây thì chỉ là lao động phổ thông hoặc là lao động ở các kỹ thuật không cao. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay cho thấy cái thị trường lao động đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao đang thiếu và thậm chí thiếu rất nhiều. Do vậy thì để đáp ứng được cái nhu cầu tạm gọi là nhu cầu xuất khẩu lao động đó thì cái nguồn nhân lực của Việt Nam cũng phải nhanh chóng đào tạo, trong đó vai trò của các trường đại học cũng rất lớn. Đó là chúng tôi chưa nói đến những cái hiệp định về hợp tác kinh tế, thỏa thuận hợp tác kinh tế của cộng đồng các nước ASEAN chứ. Thực tế chúng ta cũng thấy một cái gọi là xuất khẩu tại chỗ, công dân Việt Nam tham gia làm việc tại các công ty nước ngoài ở tại Việt Nam cũng là một dạng xuất khẩu nhưng mà xuất khẩu tại chỗ. Do vậy thì các trường đại học Việt Nam cũng phải chú ý tới đào tạo để sao cho các kỹ sư, các cử nhân tốt nghiệp tại các trường đại học có thể tham gia hoàn toàn vào các công việc đang chạy của các công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng như là các công ty nước ngoài đặt cơ sở ở nước ngoài. Dạ vâng ạ. Vậy thì kính thưa thầy Nhân, trường đại học công nghiệp sẽ làm gì để chuẩn bị cho các bạn sinh viên đón làn sóng đó? Hôm nay điều này chúng tôi đã nhận ra và cũng đã làm từ lâu. Thực tế thì hiện nay có rất nhiều sinh viên của đại học công nghiệp đang tham gia vào thị trường lao động của các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Úc,
rồi Hàn Quốc. Một trong những cái điều mà chúng ta đào tạo ra được người học mà rồi tiếp cận được ở các thị trường lao động phát triển á, thì đầu tiên chúng tôi phải cải tiến chương trình đào tạo để làm sao cái chương trình mình nó tiệm cận với chương trình của các nước phát triển. Và điều này thì chúng tôi đã làm từ năm 2018. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện cái việc đánh giá kiểm định chương trình. Ví dụ như là ở các cái nước phát triển thì người ta chỉ chấp nhận những kỹ sư của Việt Nam học ở những chương trình được kiểm định. Tôi lấy ví dụ như IBET. Yeah. Nếu mà chúng ta qua Mỹ hoặc qua các nước châu Âu mà chúng ta làm việc ấy, thì nếu các chương trình đã được kiểm định thì sẽ được công nhận. Yeah. Còn nếu mà đã không đạt thì rất khó để chúng ta thể hiện được cái năng lực của mình. Thì chính vì vậy cái công tác kiểm định chương trình đào tạo là một trong việc mà nhà trường cũng rất quan tâm. Đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã có 18 chương trình đạt kiểm định IUN và IBET. Trong đó có 6 chương trình IBET, là cái số lượng chương trình đạt IBET lớn nhất ở các trường đại học Việt Nam hiện nay. Thì sinh viên mà khi chúng ta đã đạt các cái chương trình kiểm định này rồi thì như tôi nói là hoàn toàn có thể tham gia ngay vào các cái thị trường lao động ở các nước ngoài. Ngoài ra thì những yếu tố khác về đầu tư cơ sở vật chất mới hiện đại cũng như là tăng cường về ngoại ngữ vân vân thì nhà trường cũng đã và đang tiếp tục cải tiến để làm sao mà người học của mình tham gia vào được cái thị trường lao động ở nước ngoài hoặc là ngay cả những thị trường lao động trong nước, làm việc trong nước nhưng mà outsource sản phẩm cho nước ngoài. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Kính thưa quý vị, hy vọng vừa rồi quý vị đã góp nhặt được cho mình rất nhiều thông tin hữu ích mà chúng ta chưa biết, cập nhật những thông tin mà chúng ta nên biết, kể cả những xu hướng của một thị trường lao động cân bằng và có được một số gợi ý trong việc lựa chọn ngành, lựa chọn nghề nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn hai thầy đã dành thời gian đến với chương trình. Còn bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem những tiết mục tiếp theo của tạp chí Giáo dục Vững bước tương lai. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Trường học tương lai của số phát sóng đầu tiên của chương trình Vững bước tương lai ngày hôm nay, Khánh Từ xin mời quý vị cùng đến với một ngôi trường được các bạn sinh viên đặc biệt danh là đi học như đi nghỉ dưỡng cùng với Khánh Từ nha. Và đó là ngôi trường nào, ở đâu? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Siêu thị tiện lợi ngay trong trường, phòng tập gym với đầy đủ thiết bị, thư viện hơn 100.000 đầu sách, có sức chứa hơn 1.000 sinh viên. Đây chính là những tiện ích ấn tượng mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đem đến cho các bạn sinh viên với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 35.000 m², mức đầu tư lên đến 600 tỷ đồng, đóng trên địa bàn qua quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã dành rất nhiều không gian để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, nghỉ ngơi, thư giãn dành cho các bạn sinh viên Gen Z năng động. Và một trong những nơi mà Khánh Tường ấn tượng đặc biệt nhất đó chính là thư viện của trường. Một không gian rất là rộng lớn, Khánh Tường thấy là có rất nhiều máy tính nè, bàn học rất nhiều màu sắc khác nhau để cho các bạn có một không gian học tập, rèn luyện và tra cứu thông tin. Trung tâm thư viện của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào mang đến cho sinh viên sự đa dạng về nguồn dữ liệu với hơn 100.000 đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu nghiên cứu khoa học, đáp ứng hơn 50 chuyên ngành đào tạo bậc đại học thuộc 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật công nghệ, xã hội nhân văn, nghệ thuật, mỹ thuật. Song song đó là hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet, bảo đảm nhu cầu học tập của sinh viên, nhu cầu khai thác thông tin toàn cầu và nhu cầu hoạt động nội bộ của nhà trường. Kế bên cạnh phòng tập gym thì có một phòng tự học cho các bạn để các bạn có thể học bài nè, rồi các bạn có thể nghỉ trưa, có bố trí về võng rồi gối để cho các bạn có thể nghỉ ngơi nữa. Chúng ta sẽ cùng khám phá điều đặc biệt này mà Khánh Tường nghĩ là rất là mới lạ luôn tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Để xứng đáng là một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia và đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo môi trường học tập thoải mái, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khu vực phòng tự học với diện tích mỗi phòng đáp ứng đủ cho 300 sinh viên nghỉ ngơi và tự học tập cùng lúc. Ngoài những tiện ích như khu vực ăn uống, nghỉ ngơi, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư rất nhiều vào các phòng học thông minh, các phòng học mô phỏng, và đây chính là phòng học mô phỏng ngành tài chính ngân hàng của khoa tài chính. Và nhà trường còn có những thực hành cho các ngành nghề, phục vụ cho các bạn sinh viên trong việc trau dồi kiến thức và khả năng làm việc cho bản thân. Hiện tại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong số những trường đại học đi đầu trong việc đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại khu vực miền Nam. Điểm khác biệt làm nên tên tuổi của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là ứng dụng thành tựu của thời đại công nghệ 4.0 và bắt kịp xu thế chuyển đổi số và phương pháp đào tạo. Bên cạnh đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào khi đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay từ khi còn đang trong môi trường học tập đã được tiếp cận những tiến bộ về khoa học công nghệ và thích ứng với bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0. Thưa quý vị khán giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vững bước tương lai tuần này. Quý vị có nhu cầu kết nối, phản hồi, chia sẻ thông tin với chương trình, xin vui lòng liên hệ theo email hoặc số hotline của chương trình. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình hàng tuần vào lúc 18 giờ Chủ nhật, phát lại vào lúc 10 giờ 20 phút thứ hai hàng tuần hoặc xem lại trên kênh YouTube, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Khánh Từ xin chào và hẹn gặp lại.